Trước mặt các bạn là tháp cửu phẩm liên hoa cao 32m, 8 mặt, được xây dựng trên lưng một con rùa lớn. Tháp cửu phẩm liên hoa cao 32m, nằm trên lưng một con rùa lớn rất độc đáo. Đó là một tác phẩm nghệ thuật nằm trên lưng một con rùa lớn. Đây là cầu cong bắc qua sông Cô Tích, thuộc quần thể chùa cổ lễ tọa lạc tại Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Chùa cổ lễ được xây dựng năm 1902 do nhà sư Phạm Quang Tuyên thiết kế theo phong cách Gothic kiến trúc châu Âu như một thánh đường Hồi giáo. Đây là quả chuông 9 tấn được đúc năm 1936. Vâng. Chùa cổ lễ thiết kế cổ độc đáo, phong cách Gothic châu Âu như thánh đường Hồi giáo, chúng ta như lạc vào một thánh đường Hồi giáo. Vâng. Chùa cổ lễ thờ Phật. Chùa cổ được xây dựng rất lâu đời. Không gian chùa và đây là cầu cong bắc qua sông Gothic, bắc qua sông Chu Tích, các bạn trẻ đến tham quan chụp ảnh. Chúng ta như lạc vào một thế giới an yên tĩnh lặng và phong cảnh đẹp.